cũng được xin kính chào quý cô chú cho anh chị. Bên em sẽ lên hôm nay anh chị, hôm nay là em sẽ lên nhiều sản phẩm đẹp nha anh chị, độc lạ nha. Anh chị yêu thích anh chị cũng nhắn qua Zalo bên em có niêm yết trên kênh nha anh chị, 0935245244 nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ nha chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh nha chị và cho em một like để chia sẻ nha chị, và em sẽ ký kênh càng ngày càng lớn mạnh nha chị, và em sẽ lên những sản phẩm đẹp độc lạ để phục vụ các cô chú và anh chị, quý cô chú và anh chị. Rồi hôm nay em sẽ lên bên em ship toàn quốc nha chị, bao bể mẻ nha. Bây giờ em sẽ lên một cái bình nha chị, bình này là một cái bình hoa Kutani xưa, họa tiết là hoa đào vẽ tay nổi luôn nha chị. Bình Kutani chuyện này là chuyện cư nha chị, chuyện Kutani, họa tiết là hoa đào nha chị, đó mùa xuân nha chị nha, tượng trưng mùa xuân nha chị, xuân vầy nè. Rồi họa tiết hoa đào, hoa dòng này chị, dòng Kutani là dòng của nó là dòng men rạng nha chị. Nói chung bình này là mới luôn, chưa qua sử dụng nha. Đường kính 11 anh chị và cao 20, miệng 11 cao 20 nha chị. Cái này là vòng bụng, vòng bụng 62, bình này là 700k nha chị, 700k, 700k còn nghe mấy không, 700k nha chị, mã L23, 700k nha chị, mã L23. Lòng hồng giá tiền nhiêu con? Bình hồng hồng 150, mã nào ta? Để mày coi thôi chung. L23 nha chị, 700k cái bình Kutani xưa. Kutani nha chị, họa tiết là vẽ hoa đào nha chị, có chuyện luôn. Rồi cái này em cho một cặp dĩa nha anh chị, một cặp dĩa nè, hoa chị, cái này là hoa tulip nha anh chị. Cặp dĩa này là viền vàng, cặp dĩa viền vàng nha anh chị, đường kính là 23 và cao là 4 nha anh chị. Cặp dĩa này cặp dĩa sâu lòng, ở trong anh chị, trong lòng nó có hơi phai nhẹ xíu nha anh chị, hơi phai nhẹ nha, nói chung cũng không đáng kể mà phải báo nha anh chị. Đấy, một cặp rất đẹp luôn, đều là có chuyện nha anh chị, đều là có chuyện luôn, siêu đẹp luôn. 100k nha anh chị, cặp này là một thôi, cặp này em bán 90k thôi, 90k nha anh chị, mã L24, 90k L24. Rồi anh chị, một cái dĩa này siêu đẹp luôn, cũng là lam họa tiết, có truyện ký đầy đủ luôn anh chị, có truyện ký đầy đủ. Đường kính 22 và cao là 3.5. 22 cao là 3.5 nha anh chị. Rồi cái dĩa 50k nha anh chị, dĩa này 50k. Lam anh chị vẽ nho nha, và đều là có truyện khá là đẹp luôn. Cái dĩa này là khá là đẹp luôn, 50k mã L25. Rồi anh chị, một cái tô này là tô mộc anh chị nha, tô mộc đều là có truyện ký, dòng này là dòng rất là VIP nha, dòng Kyo nha anh chị, đều là cái này là không có truyện thôi, cho nó là một cái dòng Kyo, là một cái dòng cao cấp nha anh chị, men cao cấp nha, Kyo. Rồi cái này anh chị, cái này là viền của nó là quầy lỗi xíu, lỗi dầm rồi, lỗi vành rồi anh chị, lỡ rồi em cũng lên luôn một xíu chỗ này nha anh chị, một xíu chỗ này dòng Kyo nha anh chị. Cái này đường kính 18 và cao là 6.5. Cái này bình thường nếu chị có truyện có mộc này em phải bán với giá là 140k. Hôm nay chị nó bị lỗi một xíu rồi nha, nó bị lỗi anh chị, 50k. Dòng này là dòng Kyo nha anh chị, 50k là dòng là men cao cấp nha anh chị nha, 50k chốt cho em mã L26, 50k. Rồi cái này là một cái tô xưa anh chị, một tô xưa vẽ tay nổi nha anh chị, vẽ tay nha, tô xưa vẽ tay, tô xưa này là đường kính 21 và cao là 6,
Đường kính 21 nha anh chị, cao tô là 6. Tô xưa anh chị không có chuyện nha. Phía này là anh chị họ làm nó bị rọ rạn một xíu phía sau. Rồi, cái tô xưa này anh chị 140k, cái tô xưa này vẽ tay 100% luôn. 140k L27. Còn đâu hả? Ấy mẹ chế rồi. Rồi anh chị, cái này là 4 chiếc anh chị, cái này em có 3 chiếc, xin lỗi 3 chiếc nha. Gì anh chị đừng nước tương nước chấm hay anh chị cũng đẹp luôn, chế được mẹ nó chế. Đường kính 11 anh chị và cao là 4. Cao là 3 nha anh chị. Rồi 3 chiếc. 3 chiếc này là 3 chiếc nha anh chị, 50k 3 chiếc này. 50k mã L48. 50k anh chị, mã L48 50k. Rồi cái này là một cặp chế nha anh chị, cái này là chế nè. Tường. Đấy, họa tiết mùa xuân nha anh chị nha. Mùa xuân nha anh chị, đôi yêu ương nè. Họa tiết hoa đào mùa xuân, hoa mẫu đơn. Một cặp chế siêu đẹp luôn, có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Chế này có truyện ký đầy đủ luôn. Chế này là đường kính 9. Cao chế là 17 nha anh chị, cao lên tới nắp là 24. 24 nha anh chị đấy. Một cặp chế siêu đẹp luôn. Cặp chế siêu đẹp nha anh chị nha. Đấy, 650k cặp chế này anh chị, 650k một cặp chế. 650k anh chị nha. Một bên là họa tiết nữa, một hoặc đôi ngương nha anh chị, mùa xuân nha, cũng là họa tiết tượng trưng cho mùa xuân nha anh chị. Và cái này là cũng là hoa mẫu, hoa mẫu đơn là gọi là tượng trưng cho sông Vầy đó anh chị nha. Toàn bộ là họ làm một tích. 650k một cặp chế nha, chỉ có 320k thôi. Cái chế này là em sẽ anh chị nha, bên em 500k em sẽ bao phí rồi nha chị. Cái này là chế này là bao phí về tới nhà luôn. 650k mã K2, xin lỗi, mã L29. L29 nha anh chị, này là báo động. Cái này anh chị là cái này là hàng tàu nha. Nói chung là cái bộ chế này chỉ có bụi thôi chứ không có vấn đề gì hết nha anh chị. Bụi nha. Nói chung là bụi thôi, cái khăn nào không. 650k mã L29. Chưa khăn nào hay khăn nhảy chứ rồi. Đỡ ra đi bưng cái chế này qua em bưng. Đây bưng ra kia. Khăn đây. Cầm đi. Chỗ nào trống thì được nhảy. Rồi anh chị, rồi em lên một cái bộ đó chị. Cái này là một cái cặp dĩa tam thái nha anh chị. Cặp dĩa này là cặp dĩa tam thái. Đó. Một đây bé. Một cái cặp dĩa anh chị là hai dĩa này, có một dĩa này là bị rạn nha anh chị thôi. Cái này em tính một chiếc thôi. Đường kính là 23. Dĩa tam thái nha anh chị, đường kính 23 rồi. Cái cây này em bán một chiếc. Cái này là một chiếc em cho theo luôn là 5. Cái này anh chị 50k thôi nha. 50k cái này là anh chị có hai chiếc mà em bán chị có một chiếc này đã rạn nha. Rạn là lỡ rồi em cho theo luôn là 50k cái dĩa tam thái này, một chiếc này bị rạn rồi. 50k mã L30 nha anh chị, đã báo chị nó rạn, báo rõ trên like nha. Còn em bán một chiếc tam thái xưa nha anh chị, không phải L30. 50k. Không chưa? Đó lắm mấy dĩa đưa đi. Rồi chị em lên một cái cây 2, 3, 4 nha chị. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nha chị. Em 17 ly nha. Đó, 17 ly.
18, 19, 20, 21 nha chị. 22, 23. Tổng là 26 chiếc nha chị, đó, tổng là 26 chiếc hết luôn. Tổng là 26 chiếc nha chị. To nhỏ đều nha chị nha. 25 chiếc rồi. 25 chiếc. Rồi tổng là 25 chiếc anh chị nha. Rồi 280k. 280k hết cái khay này anh chị nha. 280k. anh chị 25 chiếc nha. L31 anh chị đó, nguyên một cái khay luôn nha, rất là bự luôn. Đó. Làm có truyện nha anh chị, nói họa tiết hoa toàn bộ luôn. Cái này cũng có truyện hàng Hoja. 280k. L31 đỡ cái khay luôn nha. Bỏ nguyên cái khay đi đất luôn. Rồi anh chị nói. Chỗ nó lại chọc rồi món. Rồi anh chị, cái này là anh chị, một cái này là tượng trưng cho mèo nha anh chị, và cái này là nói chung là nó là hàng Âu. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị nha. Đường kính dĩa là 25. Đường kính dĩa là 25 nha anh chị. Rồi cái dĩa này là 90k. 90k cho anh chị. L32. 90k cái dĩa L32. Còn đây trời ơi, cái giỏ không mọi người. Dĩa hoa nha chị, cái này có một cái dĩa hoa này đẹp luôn. Dĩa này là đường kính 27 nha anh chị. Đường kính 27. Có truyện dòng Mikasa nha anh chị. Đó, dòng Mikasa 80k. 80k nha anh chị, mã L30. L33 nha anh chị, 80k L33. Rồi anh chị cũng có một cái cặp dĩa bự, rất là bự luôn, cũng dòng Mikasa luôn. Đã, dòng Mikasa là già xài sử dụng rất là sướng nha anh chị nha. Rồi, dĩa này là đường kính 27. Dòng Mikasa là chị đường kính 27 nha. Đấy. 120k một cặp nha anh chị, 120k. Cốt này là cốt nặng anh chị nha. Cốt rất là nặng và dày. Anh chị thích hợp gì để anh chị đựng cái khay trà nha anh chị. Đó, làm như anh chị một cái bộ trà 5 cái ly. Là cái cốt này là dòng Mikasa, là cái cốt dày lắm anh chị. Một cái dĩa nó rất là dày nha. Đó, mỗi chiếc là 60k. Anh chị mua một chiếc cũng được, hoặc hai chiếc cũng được. L34. Rồi tiếp nữa. Tiếp cái này anh chị. Cái này cũng là một cái dòng. Cái bình cư tên này mua cấp. Anh chị cái này là đấy, cũng là cái này là không có truyền nha, mà cũng là để làm cái cây trà anh chị, vì là những cái dòng dĩa này nó dày, anh chị đựng cây trà là thích hợp nhất luôn. Cái này anh chị đựng cây trà là thích hợp nhất luôn. Đường kính 27 nha. Một cái dĩa này nặng là một gần 1 kg luôn nha chị, gần 1 kg. Cái dĩa này em bán mỗi cái dĩa này là mỗi cái dĩa này em bán là đấy, 75k một chiếc nha anh chị. Là anh chị đựng cái khay trà là mê luôn đó.
75k một chiếc. Là đừng cái khi làm cái khay trà là y xì luôn nha chị ơi, giống luôn, đẹp luôn nè. Rồi 75k một chiếc L35. Rồi em lên một cái bình nha chị. Cái này là một cái bình trà nha chị. Bình này là một cái bình trà lam. Còn này chị, bình là chị rót thôi, không có lập phần trăm nha chị, không có lập phần trăm. Bình trà này là đường kính 21 và ngang bình là 17 nha chị, 270k cái bình trà này nha chị, 270k. Bình này rất là bự như vậy, bình này làm còn nói chung là chu vi là khoảng 800ml. Nói chung là 1000ml là 1 lít nước, mà ông này là 800ml nha chị, 270k. L37 nha chị, coi trong kia. L37 270k. L37. Rồi anh chị, cái này là một cái thố anh chị nha. Cái này là để anh chị để làm gì à? Anh kiểu như là để cái muỗng vào, anh chị để muối, hoặc là anh chị để những cái thực phẩm mà để anh chị nấu trong bếp nha. Đường miệng là 10, cao là 9 nha anh chị, miệng 10 cao 9 50k. Miệng 10 cao 9 nha anh chị, 50k. L36. L36 nha anh chị, 50k. L36. Ly cho không à? Sire nha chị, là cái này là ly này em có không? Cái này là mỗi hộp mỗi ly. Mỗi hộp mỗi ly nha chị, cái này em có 6 ly nè. 6 ly nha chị, 60k đi nha. 6 ly này 60k, có gì bán nha. 6 ly 60k anh chị, có hộp luôn nha. Đường kính ly là 6, cao ly là 11. Đó, mỗi chỉ có 10k thôi anh chị nha. 6 chiếc này 60k, chốt cho em mã L. L37. Rồi cái này em có 3 cái tô pháp nha anh chị, 3 tô pháp nha. Tô pháp. Đường kính tô là 18 anh chị, đường kính tô là 18 nha. Tô này là có truyện ký đầy đủ luôn nha anh chị. Phía sau là của pháp là có truyện ký đầy đủ luôn. 3 chiếc nha anh chị, 3 chiếc này là 200k. 3 chiếc 200k nha anh chị, mã L38. 3 chiếc 200k L38 nha anh chị. 38. Gì nữa em nói. Rồi em lên một cái tô mộc anh chị. Những cái tô này rất là hiếm nha anh chị, nhất là hiếm mà xịn sò luôn. Vì là anh chị dòng mộc nó không có ra. Nói chung là gọi là mộc anh chị, mộc là họ ra chỉ có một tô, ít khi mà đụng hàng như hàng lam nha anh chị. Và cái tô này cũng có truyện nha anh chị, họ làm cái tô rất là tỉ mỉ luôn. Cái tô này rất là VIP mà đừng có làm chị, những anh chị mà xài những cái dòng mộc anh chị thấy là cái này là cái giá trị. Nếu anh chị mà anh chị nào mà không có xài những cái dòng mộc anh chị thấy cái này nó rất là xấu nha. Và em biết là cái này là rất là giá trị, giống cái dòng mộc em lấy đồng được 2 đồng anh chị nha. Một là sô cô la và cái này là nhũ ra, men chảy ra. Và trong này nó hơi rạn nha chị, dòng men của họ làm tuy rằng cái này chưa qua sử dụng. Đường kính 17 nha anh chị và cao là 10. 17 cao là 10. Rồi cái tô này anh chị 100k. 100k nha anh chị, mã L39. 100k L39.
Rồi cái này là một cái họa tiết tô hoa đào nha anh chị, tô hoa đào. Tô này là đường kính 16 và cao 5.5. 60k. 60k nha anh chị, chốt cho em L40. 60k L40. Lấy cái bình vàng vàng canh cao được không đi. Không, cái kia gối rồi chứ không lấy được à. Đó, đó bình vàng, hoa mẫu đơn. Không, toán chút nữa trên cao. À, đó. Rồi chị nha. Cái này là hai, cái này là mộc luôn chị, mộc dòng men xanh ve chai. Đường kính 24 nha anh chị và ngang là 18. Đường kính 24 ngang là 18 anh chị nha. Dòng men ve chai anh chị nha, và cái này rất là mê luôn. Mỗi chiếc 70k. Em có hai chiếc nha anh chị, 140k hai chiếc nha. Dòng này anh chị hiếm, hơi sâu lòng một xíu nha anh chị, hơi sâu lòng một xíu. 140k hai chiếc nha chị. Mã L41 nha anh chị, mã L41. Rồi em lên một cặp bình anh chị, cái này là một cái bình hoa mẫu đơn nha anh chị. Tượng trưng cho anh chị hoa mẫu đơn. Tượng trưng cho phú quý sâm vầy nha chị, mùa xuân xuân phú quý sâm vầy. Là cái này là một cái bình hoa mẫu đơn anh chị, hoa mẫu đơn vàng nha chị. Và những cái dòng này là hoa đào nha chị, hoa đào này là nổi hết luôn. À, nổi hết lên chị. Cái này là, báo chị cái này là, quên xin lỗi, cái này là hoa mai hàng tàu nha chị. Đấy, nổi hết nha chị, những cái đốm cái nhụy trắng nè, nổi hết luôn. Đấy, tượng trưng cho phú quý sâm vầy. Và cái này em có một cặp nha chị, đó có một cặp nè. Và cái này là báo rõ là cái này là hàng tàu, có truyện nha chị, có truyện ký đầy đủ luôn. Đường kính 2, đường kính 13 năm và cao 245 nha chị, cao là 45, 13 năm cao là 45. Rồi. Bình này anh chị đó nha. 800k một bình nha chị, 800k một bình. Cái này em có một cặp nha anh chị nha. L42. Nói chung là em có một cặp, anh chị mua một bình cũng được, hoặc là một cặp cũng được, tùy nha anh chị nha. À, nếu anh chị tại L42 800k. 800k nha anh chị, L42. Rồi cái này là một cái dĩa Âu anh chị nha. Cái này là dĩa Âu. Bỏ cái này làm cầu thang hết. Đường kính 20 nha anh chị. Đường kính là 20. Dĩa Âu anh chị nha. Cái này là dĩa Âu nè. Kì. Rồi cái dĩa anh chị, cái dĩa này là 80k nha. 80k L43. 80k L43. Rồi ba cái dĩa anh chị, cái này em có ba cái dĩa sâu lòng nha. Trong này là lam, họa tiết là xanh và cái này là không có truyền. Hơi anh chị, cái dĩa này lạ như mấy anh chị nha, nó rất là lạ luôn. Tuy rằng là không có truyền mà cũng gọi là lạ luôn. Đường kính 23.5. 40k một chiếc nha anh chị, cái này em có ba chiếc nha. Mã L44 nha anh chị, L44 120k. 3 chiếc nha anh chị. 40L44 120k 3 chiếc. Rồi có ly, một cái ly bự nha anh chị nha, một cái ly rất là bự luôn. Đường kính ly là 10.5, cao là 8. Rồi 30k cái ly này, L45. 30k cái ly nha anh chị, L45 30k.
một mã nữa. Rồi một cái dĩa lam anh chị nha, một cái dĩa lam đường kính là 25. Đường kính là 25 nha chị, và đều là có truyện ký đầy đủ anh chị. Có truyện ký đầy đủ nha. 90k. 90k anh chị, mã L46 90k. Rồi em xin phép chào quý cô chú và anh chị.